Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào tất cả quý vị khán giả, hôm nay Phương Văn chia sẻ tiếp tục câu chuyện của bé 8 tuổi mà trong thời gian vừa qua thì quý vị khán giả, cộng đồng trong và ngoài nước đều phẫn nộ câu chuyện này. Mụ dì ghẻ Võ Nguyễn Quỳnh Trang về việc chia sẻ với báo chí cũng như là lấy lời khai ban đầu của cha bé gái bị mẹ kế bạo hành đến tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh. Về nhiều vết thương trên đầu nạn nhân, cha của người này khai không biết và người tình gây ra như thế này là cháu A tự té ngã. Hôm nay thì chắc có lẽ là báo chí cũng không giấu tên nữa, đó là bé Vân An quý vị khán giả. Còn cha ruột là tên là Kim Thái. Tới ngày hôm nay thì sự việc này đã bùng nổ, cộng đồng mạng trong và ngoài nước đều phẫn nộ liên quan tới vụ bé 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị mẹ kế bạo hành tử vong, gây phẫn nộ trong dư luận trong thời gian vừa qua. Làm việc với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Kim Trung Thái, cha ruột của nạn nhân, có những lời khai ban đầu. Ông Thái cho biết vì bận đi làm nên không có nhiều thời gian kề cận con. Người cha khai từng chứng kiến người tình, tức là bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang dùng roi mây, cây gỗ đánh con mình. Bản thân ông Thái cũng có một số lần nặng lời và cầm cây đánh cháu An, nhưng nghĩ là dạy dỗ con để cho con ngoan ngoãn hơn, chứ không nghĩ hậu quả đến chết người như vậy. Trình bày về việc xảy ra vào ngày 22 tháng 12 năm 2021 thì ông Thái cho biết tầm 18 giờ sau khi bị can là Trang gọi điện thoại thông báo, ông chạy về nhà thì đã thấy con tím tái, thở khó khăn. Ông sơ cứu và đưa con vào bệnh viện gần đó nhưng không kịp nữa. Về vết thương trên đầu nạn nhân thì người cha này khai là không biết do Trang gây ra, vì cháu An nói là tự ngã. Một nguồn tin khác cho hay là cơ quan chức năng đã khôi phục được những hình ảnh camera trong căn hộ của gia đình ông Thái và đang tiếp tục giám định làm rõ sự việc. Như đã đưa tin, tối ngày 30 tháng 12 năm 2021, ông Thái bị bắt do có dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong bạo hành, khiến cháu An sinh năm 2013, con riêng của ông Thái, dẫn đến tử vong. Cơ quan điều tra đã xác định ông Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng từ tháng 6 năm 2020 ở khu chung cư Sài Gòn Burn ở Bình Thạnh cùng với nạn nhân. Tại buổi gặp gỡ với báo chí vừa qua thì Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thống nhất với cơ quan tố tụng sẽ đưa vụ án ra xét xử để làm án điểm. Qua trích xuất camera vạch trần toàn bộ hành vi bạo hành man rợ suốt 4 tiếng đồng hồ của dì ghẻ đối với bé 8 tuổi, trích xuất camera cho thấy dì ghẻ Võ Nguyễn Quỳnh Trang đã có những hành vi đánh đập bé An dã man. Ngày 1 tháng 1 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã trích xuất camera tại căn hộ chung cư Sài Gòn Burn ở Bình Thạnh, nơi bé An sinh sống, điều tra vụ án bạo hành trẻ em. Sau đó thì việc trích xuất camera cho thấy dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, đã có những hành vi đánh đập. Đây là dấu hiệu có thể cấu thành tội cố ý gây thương tích hoặc là giết người. Trong ngày, bé An được phát hiện tử vong ngày 22 tháng 12, từ 14 giờ đến 18 giờ, bị can Trang đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh mạnh nhiều lần vào những nơi trên cơ thể cháu như là mông, lưng, đầu và trán. Sau đó, Trang lấy chân đạp mạnh vào bụng, vào mông, vào âm hộ, ngực của bé An. Chưa dừng lại, Trang còn dùng dây trói chân tay bé An lại khi mà cho đến khi kiệt sức. Mặc dù là thấy bé đã kiệt sức nhưng Trang vẫn bắt bé An vừa quỳ học vừa uống nước. Khi bé An đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào đầu và mông của bé khiến nạn nhân kiệt sức như muốn đổ gục. Sau đó Trang tiếp tục
Bắt bé An ngồi vào ghế học, nhưng khi bé đang ngồi ghế thì Trang dùng chân đạp khiến bé ngã về phía sau. Mặc dù bé tiếp tục cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng mà không còn đủ sức lực để ngồi vì khó thở. Thấy vậy, Trang đỡ bé An ngồi lên chiếc giường trong nhà, nhưng do bé không còn sức nên đã té ngã và sức lúc này rất là yếu. Sau đó là Trang tiếp tục kéo bé ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước và những chất màu trắng, rồi là bé ngất liệm, ngã xuống đất. Đến 18 giờ cùng ngày, Trang gọi điện cho Thái về nhà sơ cứu, cùng bảo vệ chung cư đưa bé vào bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó bé An đã tử vong. Tại cơ quan điều tra, Thái cũng được thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị dì ghẻ Trang dùng gôi cây đánh. Có lần Thái cũng cầm cây đánh con nhiều cái. Thái cho biết Trang dùng gôi cây để đánh con mình nhiều lần liên tiếp và đánh gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm trên cơ thể, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con gái mình. Tuy nhiên, Thái cho biết không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra như vậy nên vẫn để cho Trang dạy dỗ con gái mình trong thời gian qua. Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định cháu gái tử vong do phù phổi cấp, trên cơ thể có nhiều tổn thương, bầm tụ máu, gãy nhiều xương sườn, khu vực phần đầu cũng có vết thương, tụ máu, não phù. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, nếu đủ cơ sở có thể thay đổi tội danh của Thái và Trang. Cơ quan chức năng đề nghị thay đổi tội danh dì ghẻ thành giết người vì khám nghiệm có nhiều vết thương nguy hiểm. Thực tế, sau khi khám nghiệm tử thi cho thấy cơ thể bé An có nhiều vết thương ở những nơi rất là hiểm của trên cơ thể con người dẫn đến là tử vong, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ chia sẻ. Quý vị khán giả đã biết là nhiều tình tiết phẫn nộ khi mà khôi phục lại camera, bố ruột chứng kiến dì ghẻ bạo hành. Trong khi đó là con gái 8 tuổi khóc lóc van xin tha thiết nhưng mà dì ghẻ này không tha thứ. Và theo điều tra ban đầu thì người cha ruột của bé An đã thừa nhận nhiều lần đã chứng kiến con gái mình bị dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng gôi mây, dùng cây đánh, nhưng mà Thái chỉ nghĩ là đánh như vậy là không có gây ảnh hưởng cho tới hậu quả ngày hôm nay. Và ngày 31 tháng 12 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Viện kiểm sát cùng cấp đã phê chuẩn đối với Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi hành hạ ngược đãi con mình theo điều 185 Bộ luật hình sự. Theo điều tra ban đầu, Thái thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng gôi, dùng cây đánh. Có lần Thái cũng cầm cây và tiếp sức cho Trang đánh con gái mình. Và người cha bất lương này cũng nói là biết Trang dùng cây, dùng gôi đánh con mình nhiều lần, có một số là thương tích ở trên cơ thể có ảnh hưởng đến tính mạng con gái mình. Tuy nhiên, ông Thái chỉ không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra như vậy, vẫn tiếp tục để cho Trang dạy dỗ con gái mình trong suốt thời gian qua. Phải nói là trong suốt cái thời gian dài ở với người cha đó là ông Kim Thái và Quỳnh Trang, thì hai người này là tiếp sức nhau hành hạ con mình đến tàn hơi kiệt sức như vậy. Bên cạnh đó, theo nguồn tin của một số báo khác, xác nhận của công an quận Bình Thạnh đã khôi phục được nhiều hình ảnh từ camera an ninh nhà của ông Trung Thái. Theo đó là Nguyễn Võ Quỳnh Trang sinh năm 1995, quê ở Gia Lai, dùng cây đánh cháu An tới tử vong. Thì Nguyễn Kim Trung Thái đang ở nhà, nhìn thấy và chứng kiến toàn bộ sự việc đó. Khi cháu bé khóc lóc van xin tha thiết nhưng Nguyễn Võ Quỳnh Trang vẫn ra tay dã man đối với con của là ông Thái. Điều đó chúng ta thấy là rõ ràng người cha là Nguyễn Kim Trung Thái cũng chứng kiến vụ việc nhiều lần, là cô bồ, cô vợ bé đã từng đánh đập con mình nhưng ông Thái không hề cản ngăn và tiếp tục để cho Trang hành hạ con gái mình cho tới tàn hơi kiệt sức. Theo nguồn tin cho biết thì lúc
là Quỳnh Trang đánh con như vậy là ông Nguyễn Kim Trung Thái đang ở nhà nhìn thấy và chứng kiến toàn bộ sự việc cho quý vị khán giả. Ở đây chúng ta rất là phẫn nộ về một người cha bất lực, không biết bảo vệ con mình mà để cho người tình là hành hạ con mình suốt trong thời gian dài. Bao nhiêu cái thời gian mà sống với cha ruột và Nguyễn Võ Quỳnh Trang thì con bé giống như là một địa ngục trần gian sống ở với người cha và mụ dì ghẻ ác độc này. Trước đó, ngày 28 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, quê ở Gia Lai, trú tại quận Bình Thạnh. Nạn nhân là cháu An, tạm trú là tại quận Bình Thạnh. Được biết, cháu An là con riêng của ông Thái. Trang với ông Thái sống chung với nhau như vợ chồng. Thì quý vị khán giả cũng biết trước đó là có những cái nguồn tin từ người giúp việc, đó là ông Thái và cái cô Quỳnh Trang này là nhân tình, họ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ cho đến là ly dị. Cuối cùng thì ông Thái rời khỏi mái ấm gia đình của mình là đi theo Nguyễn Võ Quỳnh Trang để sống cùng. Cho tới ngày hôm nay thì hậu quả không lường và cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Ông Thái và cô Trang này, họ cũng mong muốn là pháp luật trừng trị hai người này có những cái tội mà phải nói đền tội xứng đáng đối với bé An mà thời gian qua mụ dì ghẻ này ác độc là gây ra cái chết hết sức là oan ức cho bé An. Sau khi ông Thái đã chứng kiến toàn bộ sự việc, khi mà đưa cháu An tới bệnh viện thì chiều ngày 22 tháng 12, công an phường 22 nhận tin báo của bệnh viện trên địa phương về một bé gái đưa đến cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó. Nhận thấy có dấu hiệu đáng nghi ngờ về cái chết của bé gái này, phía bệnh viện đã báo cho công an vào cuộc. Các đội nghiệp vụ của công an quận Bình Thạnh, công an phường 22 đã có mặt tại bệnh viện sau đó. Bước đầu, cơ quan công an ghi nhận thi thể của bé An đa chấn thương, nghi vấn là do bạo hành. Công an khám nghiệm hiện trường là tại căn hộ của bé An đang sống cùng cha ruột và dì ghẻ, thu những đồ vật dụng do là Trang dùng để đánh cháu An. Khi tạm giữ điều tra thì Trang đã thừa nhận hành vi của mình trong thời gian dài bằng các vật dụng như là gôi mây và cây. Ngoài ra, Trang còn bắt cháu An 8 tuổi phải làm việc theo một danh sách công việc ghi rõ trên bảng theo trong nhà, lau nhà, quét nhà, giặt đồ, rồi làm bao nhiêu việc, nếu mà làm không xong thì bị mụ dì ghẻ này đánh đòn. Và đồng thời suốt thời gian dài như vậy là bé An không biết chia sẻ tâm sự cùng với ai. Cuối cùng thì quý vị khán giả thấy là cái nỗi lòng của người mẹ phải nói quá đau khổ khi mà không có thăm được con. Vì khi mà tòa phán quyết là bé An ở với cha, còn bé trai là em của bé An ở với mẹ trong suốt thời gian dài, cái người cha này là ông Kim Thái rất là tàn độc, không cho mẹ ruột của mình đến thăm cháu An, cho nên xảy ra nông nổi như vậy. Và đồng thời ông Thái này cũng có những cái hành vi cộng sự với cái cô Trang này để tiếp sức hành hạ con mình cho đến tàn hơi kiệt sức. Tội danh của ông Thái và bà Trang này không thể nào mà tha thứ được. Lương tâm luôn dày dò những con người độc ác này. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe phần tin tức. Video sau Phương Giang sẽ chia sẻ nhiều hơn về tâm lý của những người trong cuộc như thế nào. Và xin mời quý vị khán giả đón xem video tiếp theo. Xin chúc quý vị khán giả một ngày mới bình yên. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.